ngờ, chuẩn bị nghỉ chơi Huawei. MateBook X Pro là một trong những máy laptop chạy Windows cao cấp nhất của Huawei đang được bán tại thị trường Mỹ, được xem là sản phẩm giúp Huawei cạnh tranh với MacBook Pro của Apple và các mẫu laptop cao cấp khác. Microsoft cũng đã đăng bán mẫu laptop này trên gian hàng trực tuyến Microsoft Store online của hãng. Tuy nhiên kể từ cuối tuần trước, khi người dùng truy cập vào trang web bán hàng trực tuyến của Microsoft sẽ không còn nhìn thấy chiếc laptop MateBook X Pro được đăng bán đồng nghĩa với việc Microsoft đã bất ngờ gỡ bỏ sản phẩm của Huawei ra khỏi trang bán hàng trực tuyến của mình. Động thái bất ngờ này của Microsoft được cho là chuẩn bị cho việc ngừng hợp tác với Huawei trong thời gian tới, bao gồm cả việc ngừng quảng bá cho các mẫu máy tính sử dụng Windows của Huawei và thậm chí sẽ ngừng bán bản quyền Windows cho Huawei. Nếu điều này thành sự thật thì sẽ càng đẩy Huawei vào khủng hoảng, khi các mẫu laptop và máy tính bảng hai trong một của Huawei đều đang sử dụng hệ điều hành Windows. Còn các giải pháp máy chủ của Huawei cũng đang sử dụng nền tảng đám mây Microsoft Azure. Nếu Microsoft thực sự ngừng hợp tác với Huawei theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, Huawei sẽ phải tìm những giải pháp để thay thế cho hệ điều hành và dịch vụ đang được cung cấp bởi Microsoft. Trước đó Huawei đã từng tiết lộ đang phát triển hệ điều hành máy tính và nền tảng di động của riêng mình để đề phòng trường hợp không thể tiếp tục sử dụng Windows và Android, sản phẩm do hai công ty của Mỹ cung cấp. Trước Microsoft thì Google cũng được cho là đã sẵn sàng để ngừng hợp tác với Huawei trong việc phát triển nền tảng Android cũng như rút giấy phép sử dụng Android của Huawei. Còn Intel, Qualcomm và Broadcom cũng được cho là đã hủy bỏ các thỏa thuận với Huawei và ngừng không cung cấp các linh kiện sản xuất chip và modem cho hãng công nghệ Trung Quốc. Trước hàng loạt biện pháp mạnh từ phía chính phủ Mỹ, Huawei đang thực sự gặp nhiều khó khăn và lâm vào khủng hoảng. Năm ngoái một ông lớn công nghệ khác của Trung Quốc là ZTE cũng đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và cấm kinh doanh tại Mỹ sau khi bị phát hiện vi phạm lệnh cấm giao dịch với Iran và Triều Tiên. Lệnh cấm ZTE của chính phủ Mỹ chỉ kéo dài trong 3 tháng nhưng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và danh tiếng của công ty này. Tề Thủy